Tần Vương Doanh Chính càn quét sáu nước, thống nhất thiên hạ, lập quốc hiệu Đại Tần, xưng bậc đế vương, hiệu Thủy Hoàng Đế vào năm 2021 trước Công nguyên. Tần Thủy Hoàng đóng đô ở Hàm Dương, chia đất nước thành 36 quận, tu sửa Hàm Dương, mở mang giao thông giữa các vùng, thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường, sách chung một chữ, bánh xe chung cỡ, thu gươm giáo khắp đất trời, đúc thành 12 người đồng, đặt ở cung Hàm Dương. Năm 215 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Mông Điềm bắt tiến diệt Hung Nô, sau đó bắt đầu xây dựng Trường Thành. Tây từ Lâm Thao, đông đến Liêu Ninh, công trình này kỳ vĩ, trước đây chưa từng có. 16 năm sau, xây dựng Trường Thành vô cùng gấp rút, các nơi đều phải tăng thêm nhân lực. Quyền quý đại nhân chấp hành lệnh trên, quyết định tuyển 200 nam đinh lực lưỡng ở trong thôn này. Trong vòng 3 ngày, nhanh chóng tập trung về phía Bắc, không được chậm trễ. Đệ mau, đệ sao vậy? Mệt quá. Không ổn rồi, đệ đi không nổi. Đệ mau. Nhanh lên. Các người làm gì vậy hả? Biến đi. Trời ơi, mất như vậy, bắt bọn ta đi liên tục. Các người không để người khác sống hả? Đúng đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Nè, làm loạn hả? Cái người muốn gì? Các người đúng là quá đáng mà. Buông ra. Các người phản sao? Muốn làm gì vậy? Đệ sao vậy? Nè, ngươi làm gì vậy? Các ngươi tạo phản sao? Không kiếp đạo. Chúng tôi quá đáng. Các người quá đáng nha. Lại mong. Dừng tay, đừng đánh nữa, giết người rồi. Kinh Thiên Minh. Đại mau, để sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Mau đưa báo cáo cho quyền quý đại nhân đi. Rõ. Sao ngài ra nông nổi này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quỷ sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có quỷ. Dùng lực cổ tay, xuất chiều chắc chắn. Bệ hạ, đây là cấp báo quận Hoành Sơn vừa mới gửi tới. Tiểu nhân nghĩ là có thể bệ hạ muốn xem qua. Doanh Chính, ngươi cũng nghĩ rằng đây chính là đứa trẻ năm đó sao? Dạ phải. Triệu Cao, lúc đó trẫm đã biết người đã mang thai con của kẻ khác. Trẫm không tính toán với người, nhưng cha ruột của đứa trẻ hôm nay lại dám âm mưu rắp tâm muốn giết ta.
Chỉ một chút xíu nữa thôi, chúng đã chết dưới tay của hắn rồi. Vậy mà giờ ngươi còn dám cầu xin với trẫm à? Thần thiếp tự biết tội chết khó tha, chỉ mong dùng cái chết đổi lấy mạng cho Trĩ Nhi. Thân thế của Trĩ Nhi sẽ chôn sâu dưới suối vàng cùng với thần thiếp. Quân thượng sẽ không còn phải lo hậu quả. Những mong quân thượng khai ân. 13 năm rồi, ta không ngờ vẫn còn có thể tìm lại được nó. Người đi sắp xếp quân binh nhất định phải hành sự bí mật, diệt bỏ tận gốc, quyết không được để lộ thông tin. Rõ. Đi về nhà thôi. Anh Dương Bá. Trời ơi Dương Bá, thì thương mình kìa đây. Chạy mau. Ê Lý Thẩm, Thiên Minh đó con nè. Đi chạy lên về nhà thôi. Thiên Minh đó. Chạy đi, chạy đi nè. Cha mẹ. Thiên Minh. Thiên Minh à, Thiên Minh có chuyện gì vậy con? Con về nhà đi. Mau đi thôi, con gây ra họa rồi. Khoan đã, cha mẹ, rốt cuộc cha mẹ đang nói gì vậy? Con à, con gây ra đại họa rồi. Ê, bà đó à, mau đi mời Hoàng Bán Tiên kêu ông ấy chuẩn bị qua đây ngay đi. Chuyện này to lắm rồi. Được, đi mau đi. Ê, thằng Ngũ Thẩu à, hôm nay tôi buộc phải đưa Thiên Minh đi, cậu phải thông cảm cho tôi. Không, không được đâu, con trai nhà tôi là bị trúng tà. Tôi đi mời Hoàng Bán Tiên nhờ ổng làm phép là được rồi, xin mọi người đừng đưa nó đi mà. Không cần biết nó có trúng tà hay không, Thiên Minh đã giết Hoàng Binh, đó vẫn là sự thật. Đào Binh về quê bà con ai cũng thấy hết. Cái gì? Giết Hoàng Binh? Sao lại như vậy được chứ? À, Thiên Minh à, chống lại lệnh vua là tội chết đó. Huống hộ con còn giết hết Hoàng Binh rồi, ta phải mau chóng đưa con lên quan phủ thỉnh tội. Nếu không thì già trẻ lớn bé trong thôn đều không còn đường sống nữa đâu. Đưa đi nhanh lên. Ê, đợi đã, khoan đã. Trưởng thôn, thúc biết con mà, đến con gà con còn không giết nổi, làm sao có thể giết người? Đúng đó. Ê, đưa đi. Trưởng thôn, được rồi, được rồi, hai người cứ đi theo mà. Đúng rồi, được rồi. Ông đừng đưa thằng bé đi. Được rồi mà. Trưởng thôn, con cũng hết cách rồi. Đi mà. Thiếu Tư Mệnh. Kinh Thiên Minh đã lộ hành tung, mau đem nó đi giấu kỹ đi. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân căn dặn, đứa trẻ đó sau này sẽ do muội chăm sóc, âm thầm bảo vệ nó, đừng để người khác phát hiện ra. Nếu nó gặp nạn, nhất định phải cứu lấy nó. Dạ. Là ta tưởng tượng thật sao? Nếu cô là do ta tưởng tượng ra thì có phải ta thích làm gì cũng đều được đúng không? Không phải là tưởng tượng ra sao? Sao mà đau như vậy chứ? Ông lại, ông định làm gì? Nếu người muốn sống thì đi với ta. Nếu ngươi còn không chịu ngoan ngoãn, có tin ta trói ngươi vào cây không? Cái nhíp, tên cẩu tặc nhà ngươi, 13 năm làm con rùa rụt cổ, cuối cùng ngươi cũng dám xuất hiện rồi sao? Ngươi tạo nghiệp, trước sau gì cũng phải trả. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để báo thù cho đại ca của ta. Đại ca của... Quá ra ngươi tạo nghiệp nặng như vậy sao? Ngươi đã hại ai mà cũng không nhớ sao?
Đại ca cô à, là Quỳnh Ý. Cô là Đoan Mộc. Đúng, ta chính là Đoan Mộc Dung. Ta thật hối hận vì năm xưa đã cứu ngươi. Y tiên Đoan Mộc Dung, năm đó đích thực là cô đã cứu ta. Năm đó nếu không phải Mặc gia cứu ngươi, ngươi đã chết lâu rồi. Ngươi thì hay rồi, dông ân bội nghĩa, lấy mạng của đại ca ta đổi lấy vinh hoa phú quý, phụ bạc lòng tin của Mặc gia, làm ta sai cho Doanh Chính. Quỷ Cốc lão tiên sinh sao lại có mắt như mù, thu nhận thứ không bằng cả loại cầm thú như ngươi làm đồ đệ. Thanh danh trăm năm của Quỷ Cốc thì bị quỷ trong tay ngươi cả. Ta sao hả, còn muốn ngụy biện gì nữa? Không, ta không có gì để nói cả. Không có gì để nói nữa chứ gì. Vậy thì hãy nộp mạng đi. Hoa, ta không muốn tổn thương cô. Nếu cô muốn tìm ta trả thù thì sau này vẫn còn cơ hội, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay nếu không giết ngươi, sao ta biết được ngươi có trốn thêm mười mấy năm nữa hay không? Y tiên Mộc Gia mà biết dùng độc dược sao? Người bất nhân, ta bất nghĩa, ta là dùng độc công. Cẩu tặc, không được chạy. Ta biết là cô, mau thả ta ra đi, ta phải về cứu cha mẹ ta. Ta cầu xin cô mau thả ta ra đi, ta phải về cứu cha mẹ ta. Thả ta ra đi. Chính là hắn, ở bên kia kìa. Chống cự hả? Đi, qua bên kia coi thử đi. Được rồi. Cha, mẹ, cha, con trai, cha, sao con quay cha. Về rồi? Con quay về mẹ. Làm gì vậy? Khó khăn lắm mới đưa con ra được. Con muốn làm cho cha mẹ lo chết hả? Đúng vậy. Nhưng lúc không có Quang Minh, con mau đi đi, mau đi đi. Không được, không được. Muốn đi phải đi chung. Trời ơi, con trai. Thì ra là ngươi ở đây. Đừng qua đây, ta biết võ công đó. Mẹ, nắp sau lưng con. Đừng qua đây nha. Tên kia, tên kia. Ta biết võ công đó.
Sao vậy? Trúng đầu hả? Dám giỡn với ta hả? Đã nói là biết võ công mà, sao mà giỡn với người được? Đi theo ta. Đưa cha mẹ ta đi chung. Một là cùng đi, hai là cùng chết. Vậy ta sẽ yểm trợ vô. Đi. Đi. Cái tiên sinh tâm phúc bên cạnh bệ hạ, thật không ngờ lại là một tên nghịch tặc ăn cây táo rào cây sung. Nể tình chúng ta làm việc chung bao năm, giao nộp đầu của ngươi cho ta, coi như tặng cho ta một ân tình, đổi cho ta một đời vinh hoa phú quý, ngươi cũng được chết toàn thây. Lên! Đừng qua đây, đừng qua đây nha. Cô Cài, không sao chứ? Ông đây từ Nguyễn Võ đó. Tới đây. Không sao, chậm đâu. Đi theo ta, đừng tách ta ra. Mau. Lợi hại. Cứu tôi. Đại thúc, xả tiễn đi. Vâng. Tất cả lên. Đại thúc, không sao chứ? Đại thúc, làm sao bây giờ? Đừng cử động. Đại thúc,
thân. Đại thúc cẩn thận. Giết nó, bên đây. Đại thúc, đại thúc, đại thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại thúc, tỉnh lại đi. Không phải cô Lệ Di Tiên sao? Mà nghĩ cách cứu thúc ấy đi. Có phải đại thúc chết rồi không? Hình như không thở nữa. Có bảy khe tỏa mạnh trăm của ta mà còn ngừng thở thì ngươi đừng xem ta là y tiên nữa. Sao ngươi quan tâm hắn quá vậy? Ông ấy đã cứu ta, còn cứu cha mẹ ta. Ông ấy là đại ân nhân của ta. Đại ân nhân? Ngươi có biết hắn là... Ê, cô mang nhìn thử đi. Sắc bạc thúc bé càng ngày càng kém đi. Bớt nói đi. Ta đã nói không chết là không chết được. Không phải cô Lệ Y Tiên sao? Mà nghĩ cách cứu thúc ấy đi. Cậu ta là con trai của Kinh Kha. Con trai của Kinh Đại Ca? Lừa ai chứ? Kinh Đại Ca sao có thể sinh ra một tên vô dụng không phân biệt đúng sai này? Cô mang lại xem đi. Hình như là mạch thúc ấy ngược đập rồi. Ngươi còn nói nữa, có tin ta sẽ giết hả? Đừng. Cha, mẹ, trưởng thôn nói sao? Trưởng thôn nói lần này chuyện lớn rồi, mấy ngày nữa quan binh chắc chắn sẽ lại tới. Vậy nhưng mà mọi người đã bàn bạc rồi, quyết định cùng vào núi lánh nạn. Đợi qua nửa năm nữa, đợi sau khi sóng yên bể lặng, mọi người sẽ ra ngoài tìm nơi sinh sống. Cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Bao giờ xuất phát? Mọi người thu dọn đồ đạc xong là đi ngay. Đúng vậy. Vậy chúng ta mau thu dọn thôi. Được. Ta khuyên ngươi nên đi cùng ta thì hơn. Cái gì? Ngươi đi cùng họ chỉ hại cho người dân cả thôn. Cùng ngươi đi nộp mạng thôi. Cô có ý gì hả? Ngươi ngốc à? Ngươi không nhìn ra hôm nay bọn chúng đều chỉ nhắm vào một mình ngươi sao? Ngươi đi với họ, họ sẽ ngày ngày bị quan binh truy sát. Đến lúc đó ngươi bảo vệ được họ sao? Chúng ta có thể trốn đi, như vậy quan binh sẽ không tìm ra. Ngươi đi cùng ta, chúng ta tìm một khu rừng chui vào đó, không ai có thể tìm ra. Ngươi đi cùng họ, hơn 100 người trốn kiểu gì? Tiểu tử thối, thông minh hơn một chút đi. Con trai, Đoàn Mộc cô nương nói có lý đó con. Mẹ, cha mẹ đúng là vô dụng, không thể nào bảo vệ được con. Con đi theo Đoàn Mộc cô nương và cái đại hiệp, ít ra còn có đường sống, con có biết hay không? Nghe thấy chưa? Nhưng họ là cha mẹ của ta, sao ta có thể bỏ họ mà đi được chứ? Thật sao? Thiên Minh à, có một số chuyện phải nói cho cậu biết rồi. Thiên Minh, quả nhiên là thật. Cha, mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Hả? Thiên Minh à, chuyện là như thế này. Hả? Mau bế đứa bé vào bên trong đi. Được. Con à, con tên là gì? Nhà của con ở đâu? Đây có phải là đồ cha mẹ để lại cho con hay không?
Thử nghĩ kỹ lại xem, có thể nhớ ra được chuyện gì không? Thiên Minh, tuy con không phải con ruột của cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thật sự coi con như con trai ruột của mình vậy. Thiên Minh. Cha. Mẹ. Con trai. Được rồi, tạm dừng ở đây đi, nghỉ ngơi một lát. Ngươi có biết hắn là ai không? Sao đối xử tốt với hắn vậy? Thúc ấy là nhân của ta, là người tốt. Người tốt? Không biết hắn đã giết bao nhiêu mạng người mà là người tốt. Nhìn đại thúc thì biết là một đại hiệp nghĩa khí ngút trời, nếu như có giết cũng chỉ giết người xấu thôi. Hắn mà giết người xấu, ta khinh tiểu tử ngươi không phân biệt đúng sai những việc làm. Sao không nói nữa? Tiếp tục nói đi chứ. Biết bản thân mình vô lý nên không nói được chứ gì. Với tiểu tử thối ngươi, có lý cũng nói không rõ. Tiểu tử thối ta biết ơn phải trả. Dù sao mạng của ta cũng do đại thúc cứu, ta nhất định bảo vệ thúc ấy không để cô Hà độc thủ. Đợi thúc ấy khỏe lại, ta còn muốn bái thúc ấy làm sư. Trước giờ ta chưa từng thấy người nào võ công cao cường như thúc ấy. Danh xưng kiếm thánh này rõ ràng là dành riêng cho thúc ấy. Sau khi ta học được võ nghệ của thúc ấy thì sẽ trở thành truyền nhân kiếm thánh vang danh khắp giang hồ. Ê, cô đi đâu vậy? Không phải người cứ thằng đó sao? Bà cô điên này cũng có chút tình người đó chứ. Đại ca ơi đại ca, sao huynh lại sinh một đứa con vong ân bội nghĩa như vậy chứ? Đại thúc, con đối xử tốt với thúc như vậy, sau khi tỉnh lại đừng có quên con đó. Con nói thúc nghe, thúc mà nhận con làm đồ đệ thì không thiệt thòi chút nào đâu. Đại thúc, có vài chuyện thúc còn chưa biết đó. Còn đây chính là một kỳ tài võ nghệ. Thúc thấy cái cối ở bãi đất trống hay không? Con có thể dùng một tay nhấc nó lên. Một mình con cũng có thể đánh thắng 8 tên lưu manh đầu đường xó chợ. Thúc nhìn con nè, thân thể linh hoạt, một chưởng ngã cây, xương cốt mềm dẻo. Không bị trách đũng quần đó chứ. Sao lại quên chuyện chính mất rồi? Cô quan tâm làm gì? Nè, rửa sạch các sản nướng chín rồi gọi ta. Được. Nè, Dung tỷ tỷ, xong rồi. Phải rồi Dung tỷ tỷ, con thỏ này sao mà chết vậy? Lúc nãy khi xử lý nó, hình như ta thấy không có vết thương. Hạ độc nó. Sao tỷ không nói sớm chứ? Ngươi có hỏi đâu. Điên rồi. Sao lại gặp bà cô điên khùng vậy chứ?
Nước. 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 Đại thúc. Thúc sao rồi? Nước. 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 Con về lấy nước ngay. Nước. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị cô ta băm nát mất. Bà cô điên, biến thái, khát máu, cuồng giết người. Đại thúc, chúng ta mau rời khỏi đi thôi. Lập tức rời khỏi đây. Nước. Nước. Đại thúc, đừng kêu la nữa. Nếu bị bà cô điên nó phát hiện, chúng ta sẽ mất mạng. Còn đã uống nước gì nữa chứ? Nào, tới bên kia coi thử đi. Được. Đại thúc, đại thúc, thúc sao rồi? Đại thúc. Cứu tôi với. Cứu mạng. Đại ca, mọi người mau qua đây, dưới này có hai người nè. Hả? Tráng sĩ à, cứu chúng tôi với. Chúng tôi không cẩn thận bị ngã xuống đây. Ê, lấy dây thừng kéo họ lên. À dạ được. Nè, nắm cho chắc nha. Rồi, cẩn thận nha. Ê, cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Nè. Đa tạ các vị đã cứu mạng. Được rồi, sau này đi đường nhớ cẩn thận. Dạ dạ dạ. Ồ, thanh kiếm này không tầm thường đâu. Ngươi có thể sử dụng nó. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có loại binh khí này? Ta là người bình thường. Người bình thường thôi. Chúng ta vừa tới đây lại gặp phải người như vậy, không thể không đề phòng. Được, dẫn hết đi, hỏi cho rõ ràng. Hả? Ê, nè, đi. Ta thực sự là người bình thường mà. Đi. Các người bắt ta làm gì chứ? Nào, đi mà. Ta ra. Đi. Nhẹ tay thôi. Đi mau. Ta thực sự là người bình thường mà. Theo cô ta đi. Ừ.
Ta biết ngay mà. Người đi báo với thúc phụ của ta đi. Dạ. Tỷ muốn làm gì? Người điên rồi à? Bà đây có lòng tốt muốn cứu các ngươi đó. Cứu chúng tôi? Ta còn tưởng tỷ muốn... Tưởng cái gì? Tưởng ta muốn giết các ngươi à? Nếu muốn giết các ngươi thì trên đường không biết đã giết các ngươi bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà hôm đó ta nhìn thấy tỷ liên tục làm giống vậy nè, giết rất nhiều rắn. Là ta muốn lấy mật rắn. Ngươi thật sự cho rằng thuốc của ta từ trên trời rơi xuống à? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi mau. Ra đây đi. Đoan Mộc cô nương, xem ra thì cô không chỉ biết phòng khách ở đâu, mà đến phòng củi cô cũng tìm ra được ha. Ngươi đừng qua đây. Nếu bước tới ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu Vũ. Thúc phụ, cô ta là gian tế, chứng cứ rành rành ở đây. Bị lộ rồi. Có chuyện gì? Có rất nhiều quân tần bao vây phía trước sân trang. Cái gì? Chắc chắn là các ngươi làm. Lũ dân tới các ngươi đã bắn đứng chúng ta. Ngươi định ngậm máu phun người? Ngậm máu phun người à? Bây giờ ta sẽ giết hết các ngươi. Ta là y ti của Mặt Gia, ngươi giết ta thì sẽ phải hối hận. Ta là y ti của Mặt Gia, ngươi giết ta sẽ phải hối hận đó. Thiếu Vũ à, bây giờ không phải là lúc để so đo. Quân tần sắp xông vào đây rồi, mau đi thôi. Đi mau. Sống giao, giết hết không tha một tên nào. Phóng tên. Thiếu phụ, mau đi thôi. Thúc phụ, nhanh lên. Chạy đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi mau. Mau lên. Bên kia.
Thứ thang bên này nè, bên này nè. Tình hình không ổn, rút mau. Dung Nhi, đông quá, sao ngươi lại tới đây? Nơi này không tiện ở đâu, lập tức theo ta. Đi. Chắc chắn là người của Mặt Gia, đi cùng họ thôi. Phía sau bám sát. Mau. Nè, hắn ta là ai vậy? Con trai của đại ca. Cái gì, cái Nhiếp à? Sao lại vậy? Đừng hỏi nữa, chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà phía sau đi mau lên. Đông Hoàng đại nhân, thiếu tư mệnh lại gửi thư tới. Cục diện thất thủ, thuộc hạ bất tài, thỉnh cầu chi diện. Một lũ ăn hại. Đại nhân bước dẫn. Trời ơi, chúc mừng quân thượng, Lệ Cơ phu nhân sinh được một bé trai. Chúc mừng quân thượng. Tốt lắm. Thường lòng phía đông cung sáng như tấm lòng, nhưng sao hôm nay đế tinh ảm đạm, những gì sao gần kề thì lại chói sáng rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh. Cùng lúc hôm nay trong cung có một bé trai được hạ sinh, coi ra đứa con của Lệ Cơ chính là người mà chúng ta đã cất công tìm kiếm. Có nó bên cạnh doanh chính để chúng ta điều khiển, thì sợ gì sau này không lật đổ được Giang Sơn Đại Tần chứ. Dân trung quân, có lập tức tiến cung trước. Phải làm như thế nào ta không cần phải dạy ngươi đó chứ? Thuộc hạ đã rõ. Quân thượng có tin vui, di thần xin chúc mừng quân thượng. Đứng lên đi. Thần quan sát thiên tượng, phát hiện ngài sinh tiểu công tử chính là Điềm Lành Đại Cát, cho nên di thần cả gan đêm khuya thỉnh nguyện, mong vào ngày đầy tháng làm phép chúc phúc cho tiểu công tử, cầu xin trời phù hộ cho xã Tắc Giang Sơn Đại Tần. Được, hãy đi chuẩn bị đi. Rõ.
Cho đến lúc đó, thần lực trên người của đứa trẻ này có thể giúp được cho Hy tộc chúng ta hoàn thành đại sự. Đại tư mệnh. Dạ có. Đêm mai đem đứa nhỏ này vào thành. Kế hoạch của Đông Hoàng Thái Nhất ta tuyệt đối không được đổ vỡ đó. Đó. Nhớ kỹ, giấu đi càng xa càng tốt. Ả theo người bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là học được thứ gì? Không lẽ vô tích sự vậy sao? Hỏng hết đại sự của ta. Xin đại nhân bất giận, thuộc hạ bất tài không biết cách dạy dỗ. Dù sao thiếu tư mệnh cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn lại được. Thuộc hạ xin đức thần tới đó cứu ứng. Bỏ đi. Bây giờ không chỉ đơn giản làm kinh động tới doanh chính, mà cả Mặt Gia cũng can dự vào rồi. Nên chuyện này e là không dễ dàng như người nghĩ đâu. Vậy ý của đại nhân là... Dù sao chúng ta cũng đang thiếu nhân lực. Thân cô thế cô. Chuyện tới nước này rồi, chúng ta cũng đành phải mượn gió bẻ măng thôi. Có nghĩa là... Người hãy thay ta đi một chuyến tới đại bản doanh của Tụ Tán Lưu Sa để tìm một người. Tên của hắn là Vệ Trang. Tụ Tán Lưu Sa chính là một tổ chức giám sát bậc nhất mà người trong giang hồ hay nhắc tới. Tụ Tán Lưu Sa. Không sai. Có điều chúng ta nhờ họ ra tay, lỡ như đã lộ ra bên ngoài để họ biết bí mật của mình, vậy thì là do ngươi vô dụng. Đại nhân bất giận. Ngươi mang theo nhiều ngân lượng, đi mời bọn họ ra tay. Hãy nói với bọn họ rằng muốn bọn họ đi bắt một đứa bé về thay người. Đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Quy tắc của Tụ Tán Lưu Sa người trong giang hồ ai ai cũng biết cả. Có lợi thì tụ lại, không lợi thì giải tán. Bọn họ chỉ nhận tiền hành sự. Còn về bí mật của chúng ta, người không nói bọn họ cũng không biết đâu. Thuộc hạ tu mình. Khoan đã. Nhân tiện nói với Vệ Trang, nếu có kẻ cản đường, cứ giết không tha. Đó. Đông Hoàng đại nhân, thủ lĩnh Vệ Trang của Tụ Tán Lưu Sa rốt cuộc có là lịch như thế nào? Hắn là người cũ của Thất Sát Môn. Thất Sát Môn mà còn có người sống hay sao? Đúng vậy. Thất Sát Môn thành lập từ thời đầu Đông Chu, sống trong thời loạn, hưng trong thời lạc, cho đến giữa thời chiến quốc đã cực kỳ hưng thịnh, môn đồ rải rác khắp các nước chư hầu, tưởng như vô hình vô dạng nhưng lại có thể khuynh đảo cả thiên hạ. 15 năm trước, Thất Sát Môn bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong một đêm. Trưởng môn và đa số trưởng lão đều chết thảm, thiếu trưởng môn mất tích. Chỉ có số ít là may mắn sống sót trong thảm họa tàn sát này. Vệ Trang là một trong số đó. Hắn từng là con nuôi của trưởng môn Thất Sát Môn. Nhiều năm sau khi môn phái sụp đổ,
hắn tái xuất giang hồ, thành lập nên Tụ Tán Lưu Sa, mau chóng gây dựng lại thanh danh trên giang hồ. Tôn chỉ của họ chính là tránh xa các quy tắc cũng như các điều luật. Có lợi thì tụ lại, không lợi thì giải tán. Về đại hiệp quả nhiên võ công cái thế, tại hạ bái phục. Thiết nghĩ hai vị chính là hai đại cao thủ Xích Luyện và Bạch Phụng, quả nhiên thực lực phi phàm. Cả gan xông vào sơn cốc của ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Sở dĩ tại hạ dám đường đột như vậy là vì biết vệ đại hiệp sẽ không từ chối vụ làm ăn có lời này đâu. Vụ làm ăn còn chưa bàn mà đã động thủ trước rồi. Tại sao có thể gọi là động thủ? Chẳng qua chỉ là học hỏi một chút, xác nhận thực lực của Tụ Tán Lưu Sa quả nhiên bất phàm, ta mới có thể yên tâm giao nhiệm vụ này cho các vị. Khẩu khí cũng rất lớn. Thực lực của bọn ta, người trong giang hồ ai nấy đều biết. Nhưng mà bọn ta có thực lực là một chuyện, còn ngươi có thể mời được hay không lại là một chuyện khác. Không biết bao nhiêu đây có đủ để mời vệ đại hiệp ra tay hay không. Ê Dung Nhi à, đôi tai của cô đúng là thần kỳ thiệt nghe. Không ngờ có thể cứu sống người từ đống xương trắng luôn.
Ê, nhẹ tay thôi. Tỷ đang đâm người sống đó. Cái gì mà cứu người từ đống xương? Người sống không bị tỷ đâm thành người chết đã là hay rồi. Đang nói gì đó? Đứng trước mặt thực ca mà dám nói như vậy hả? Có tin là ta đánh gãy chân của đệ hay không? Người muốn đánh gãy chân của hai người là ta đó. Điều ta nói đều là sự thật. Quynh coi, Nguyệt Nhi vẫn dịu dàng nhất. Nó được Nguyệt Nhi ra tay chữa trị, không chừng vết thương của đại thúc đã khỏi từ lâu rồi. Nguyệt Nhi, đưa kim cho ta. Ờ, được. Ê, Nguyệt Nhi, để ta làm được rồi. Quynh làm gì vậy? Dung Nhi, con nhìn thấy chưa? Những người trẻ bây giờ động một chút là ra tay, sờ sờ mố mố, dễ dãi dễ sợ luôn. Trời, kim nữa. Hai người các ngươi cút hết cho ta. Đi liền. Bọn ta đi ngay. Đi liền. Làm ghê quá. Thiệt là. Không chơi nữa, không chơi nữa. Còn nói mình là cao thủ, không làm được gì hết. Thôi đi, bớt nói nhảm đi. Nói ta không phải cao thủ, đệ đó. Đệ con ngốc lắm, có biết không? Tiểu tử như đệ không biết chừng mực gì hết à. Thôi đi được chưa? Ta nói thích ai không thích, lại thích cái bà điên kia. Nói một hai câu là đòi đánh đòi giết, còn trông mong gì nữa? Đệ nói ai là bà điên chứ, hả? Có tin đánh đệ hay không? Đánh ta. Nè nè, đánh đi. Đánh ta chạy mất, có ai chơi với huynh. Được, ngon lành. Đệ có hai chúng ta cũng có duyên thiệt chứ bộ. Cùng thích hai cô nương trong nhà đó. Hơn nữa hai cô nương này lại cùng không thích hai chúng ta. Hai chúng ta kiên quyết tới cùng, theo đuổi cho bằng được. Để nó coi kiếp trước của chúng ta có phải cùng cha cùng mẹ hay không. Lâu rồi không còn liên lạc gì hết. Ai thèm làm huynh đệ với huynh. Dung tỷ không hề thích huynh, người mù cũng nhận ra được. Nhưng mà Nguyệt Nhi thích ta hay không, cái này thì khó nói lắm. Không phải huynh đệ ruột thịt, nói vậy thì cũng đúng. Thử nghĩ coi, một người tài năng xuất chúng, đa mưu túc trí, anh tuấn phóng khoáng gì ta, làm sao có một đệ ngốc như đệ được, đúng không? Quỳnh mới ngốc. Đệ ngốc thì có. Quỳnh ngốc. Ê, đệ nói ai ngốc vậy hả? Ta sai rồi. Nhưng mà tiểu thư ca, tại sao Quỳnh lại đi thích cái bà cô điên đó vậy? Không, ý là Dung tỷ tỷ. Nói ra cũng rất dài dòng. Ê, để biết ta có giỏi gì lợi hại nhất không vậy? Không biết. Ê, khinh công đó. Từ trên xuống dưới, cái thứ quý giá nhất trên người ta chính là cái đôi chân này. Nhưng mà 7 năm về trước, trong một lần ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, đã gặp tai nạn và bị thương rồi. Tất cả đại phu đều nói chân của ta sẽ không bao giờ có thể hồi phục được. Chính là trong lúc ta bơ vơ nhất, thấy đau khổ nhất, thấy tuyệt vọng nhất, Dung Nhi đột nhiên xuất hiện, khoác lên người ánh hào quang ngũ sắc, đạp trên đám mây 7 màu, đi tới bên cạnh ta, nắm lấy tay của ta và nói rằng: Tiểu thiệt, đừng có sợ nha, bệnh của ngươi ta chữa được đó, ngươi cứ yên tâm đi, đừng có sợ nha. Chính vào giây phút đó, ta đã biết cô ấy chính là cô nương mà đời này ta phải yêu thương nhất rồi. Cái điều quan trọng nhất chính là cổ đã thật sự chữa khỏi đôi chân của ta. Ta giống như chú chim non bị thương, có lại đôi cánh, vỗ cánh bay cao. Bắt đầu từ đó, ta đã thề rằng chuyện của Dung Nhi chính là chuyện của ta. Cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của Dung Nhi thôi là dầu sôi lửa bỏng, ta không có sợ cái gì hết trơn hết trọi á. Vậy đó. Đúng là nồi nào úp dung nấy, người điên có kẻ ngốc yêu. Thank you.
Đại nhân, vụ làm ăn lần này nhất định phải làm sao? Tại sao lại không làm? Người đó quá ngông cuồng, ta không thích hắn. Vậy ngươi có thích vàng hay không? Có lợi thì tụ lại, không lợi thì giải tán. Không cần chống đối với tiền đâu. Đại nhân, bích họa này người mau coi đi. Không cần phải coi, ta không muốn đi. Nhưng mà hắn ta nói chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cần đích thân ta ra tay hay sao đây? Không phải hắn nói thứ hắn muốn có chính là đầu của cao nhân tuyệt thế sao? Cao nhân tuyệt thế? Nếu hắn là cao nhân tuyệt thế thật thì không cam tâm tình nguyện ở lại trong cung hầu hạ hoàng thượng. Đó chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cổ nương, mặt ngọc kỳ lân. Có thuộc hạ. Chuyện này giao cho hai người. Tại quỷ thôn của Mặt gia, một già một trẻ. Nhớ kỹ, đứa trẻ đó chính là Thiên Minh. Ta muốn bắt sống hắn ta. Dạ, rõ. Đại nhân, đại yên, nhân tâm. Yên tâm. Nhiều người như vậy vẫn để cho bọn chúng chạy thoát. Thiết quân Đại Tần đều là một lũ vô dụng hay sao? Bệ hạ, xin người bớt giận. Căn cứ theo mật báo là do Mặt gia đột nhiên xuất hiện mới cứu được người đi. Chuyện này thật sự hết sức đột ngột, cũng không thể hoàn toàn trách tướng sĩ của chúng ta được. Trước đó là đám nghịch tặc của gia tộc Hạng Thị, bây giờ là xuất hiện Mặt gia cái gì đó. Cái nghiệp ơi là cái nghiệp, người đúng là thâm sâu không ngờ mà. Bệ hạ, truyền mật chỉ của trẫm phải thêm 3.000 binh lính. Cho dù dũng lầy này của hắn có sâu tới đâu, trẫm cũng phải bắt cho bằng được tất cả bọn chúng. Rõ. Đại thúc, thúc tỉnh rồi hả? Thúc tỉnh lại rồi. Đại thúc, thúc biết không, đều là con chăm sóc cho thúc bất kể ngày đêm đó. Coi quần thăm mắt con nè, có thấy chưa? Thúc tỉnh lại rồi, không uổng công con mà. Được, được. Hả? Ê, 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 làm gì vậy? Ê, ê, tỷ. Bình phục cũng khá nhanh đó. Nếu như tỉnh rồi, vậy thì hãy thành thật khai báo đi. Đại ca ta rốt cuộc phải do huynh giết không? Huynh rời khỏi Hàm Dương cung rốt cuộc có âm mưu gì? Liên quan tới Kinh Kha và cả Thiên Minh. Hả? Và cả tương lai Mặt gia. Trước khi ta gặp được Cử Tử, ta sẽ không nói lời nào hết. Quỳnh chán sống rồi, để ta đánh thanh nè Quỳnh. Đừng làm hại Dung Tiểu Tỷ, bỏ xuống đi. Dù tỷ muốn giết thúc ấy, cũng phải làm rõ mọi chuyện trước đã. Còn gì mà chưa rõ nữa? Từ 3 năm trước đại ca ta chính là do hắn giết, giờ hắn chạy đến đây chắc chắn là có mưu gì rồi. Không được làm hại có nội tình gì thì sao? Cho dù có nội tình gì, hắn vừa đáng báo danh vì tư thù mà đã giết người, lỡ làm hỏng đại sự, Cự Tử trách tội thì làm sao? Dung Tiểu Tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi đã. Đợi Cự Tử về rồi hãy tính. Được thôi, ta giữ mạng chó của hắn lại. Tuy nhiên, mạng của hắn nằm trong tay ta, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Cái bà điên này, bị bệnh hả? Đại thúc à, không sao chứ? Thank you.
cái nhé. Mời hắn ra đây đi. Đã lâu rồi không gặp. Vệ Trang, để còn sống à? Sao vậy? Thấy ta còn sống, ngươi thất vọng lắm hả? Tiểu Trang, ta không nên sống sót hay sao? Khi ta đã bước vào tử môn thì nên biến mất khỏi thế gian này hay sao? Vệ Trang, con có biết hôm nay tại sao ta lại đưa con tới chỗ này không? Con không biết, mong nghĩa phụ chỉ bảo. Thuộc hạ tham kiến chủ môn. Tiểu Trang à, từ nhỏ con đã là đứa trẻ chăm chỉ, gần đây càng khiến ta có cái nhìn khác về con. Nghĩa phụ quá khen, dốc sức cho thất sắc môn là việc con nên làm. Tốt lắm, nếu con đã quyết tâm như vậy, nghĩa phụ sẽ cho con bước vào tử môn trước hạn để rèn luyện thêm, sau này trở thành thủ lĩnh của tử môn, có thể trợ giúp cho đại ca con quản lý môn phái. Tử môn? Tử môn là bí mật lớn nhất của thất sát môn. Thất sát môn ta được lập ra từ thời Chu, môn phái đã tồn tại hàng trăm năm, tung hoành khắp nơi trên giang hồ. Con thật sự cho rằng những danh tướng quan tế anh hùng giang hồ trong môn phái của ta không cần người giúp cho họ lót đường sẵn hay sao? Nếu không muốn xảy ra sơ suất gì vào ngày mai thì phải âm thầm quyết đoán sát phạt, sang bằng tất cả chướng ngại. Trong sát thất môn, người của sinh môn được làm quan làm tướng, giang danh thiên hạ, nhưng phía sau lại cần tử môn làm hết mọi chuyện máu tanh dơ dẫy. Người trong tử môn mãi mãi chỉ được đứng trong bóng tối, không có thân phận, không có tên tuổi, cái có được chỉ là bóng tối của sinh môn thôi. Bước vào tử môn rồi cũng coi như tuyên án tử hình. Quỳ xuống đi. Phụ mẫu con đã chết trong loạn lạc, ta lượm được con trong đống xác chết về đây, nuôi nấng con, dạy dỗ con, làm gì thấy con thiên chất hơn người, suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay con đã học thành tài rồi, đương nhiên sẽ vào tử môn trung hiếu với trưởng môn trong tương lai. Một khi vào tử môn, biến thành vong hồn, đeo mặt nạ này lên, từ nay trên thế gian này, Vệ Trang không còn tồn tại. Một khi vào tử môn, biến thành vong hồn. Tiểu Trang, ta có lỗi với đệ,
Cha ta cũng có lỗi với đệ. Ta nghĩ là đệ đã chết rồi. Thì ra đệ vẫn còn sống. Vậy ta sẽ bù đắp cho đệ. Ta tình nguyện bù đắp. Bù đắp? Người lấy cái gì bù đắp cho ta đi? Là chức vụ thiếu chủ môn của Sát Thất Môn, hay là thân phận truyền nhân quỷ gốc, hay là kiếm pháp tuyệt thế của người Bách Bộ Phi Kiếm? Những thứ này, từ khi ngươi được sinh ra đời, nó đã thuộc về ngươi rồi. Vậy cô ta chỉ có thể mở mắt nhìn số phận được an bài. Quên nói thử ta nghe, tại sao không chịu nhận đồ đệ vậy? Thiên hạ thống nhất đã là chuyện đương nhiên rồi. Đến lúc đó, thiên hạ thái bình, có mà dây binh, kiếm thuật tung hoành, sợ là không còn nơi nào có thể sử dụng nữa rồi. Vậy thì đáng tiếc cho một đời võ công của huynh rồi. Đáng tiếc, ta chỉ không cho con trai huynh gọi ta là sư phụ thôi. Nhưng mà Bách Bộ Phi Kiếm này, ta có chiêu gì thế gì chưa dạy cho nó đâu. Lão quỷ cốc quả nhiên hết mực thương ngươi. Thất Sắc Môn vừa mới sụp đổ, lão bất chấp vi phạm lời thề nhận ngươi làm đồ đệ, vì muốn thay ngươi lừa trên dối dưới, để người khác không biết được thân phận trong quá khứ của ngươi. Được thôi, cha đã chết rồi còn có sư phụ, không làm được trưởng môn cũng có thể làm truyền nhân của quỷ cốc. Người nói muốn bù đắp cho ta. Được, người lấy cái gì bù đắp cho ta đi? Trưởng môn Thất Sắc Môn, truyền nhân quỷ cốc, Bách Bộ Phi Kiếm, chỉ cần là đệ muốn, ta đều có thể cho đệ. Ta không cần nữa. Bởi vì vốn dĩ ngươi không thể nào hiểu được lúc đó ta đã chịu dày vò như thế nào. Đại ca, cố chịu đựng đi. Dậy Trang, đi chạy đi. Đi. Đại ca. Mau đi đi. Tiểu Trang, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ngươi có biết cảm giác đó như thế nào hay không? Mỗi một tấc trên da thịt của ta đều đã bị đốt cháy hết rồi. Lúc đầu còn có thể ngửi thấy mùi da thịt của mình bị cháy nữa, nhưng rồi dần dần ta không thể ngửi được nữa, vì mỗi lần mà hít thở đều đau như kim châm vậy. Ta chỉ muốn sống tiếp, nhưng ta biết bản thân của ta không chạy được nữa. Cơ thể của ta bốc cháy, nhưng mà trái tim của ta đã đóng băng rồi. Ngươi có hiểu được hay không vậy? Tiểu Trang à, ngươi không thể hiểu được. Vì cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người tới cứu ngươi mà thôi. Mọi chuyện không phải như đệ nghĩ đâu. Lúc đó ta và Tiểu Cao đều bị thương nặng, đến khi bọn ta tỉnh lại đã 2 ngày trôi qua rồi. Bọn ta không phải không muốn cứu đệ, chỉ là... Im miệng! Ta không muốn nghe ngươi giải thích nữa. Chuyện sai lầm nhất mà cả đời Vệ Trang này mắc phải chính là đi cứu ngươi. Đi cứu ngươi. No!
Đây chính là món quà ngươi đã ban tặng cho ta, cũng là món quà ông trời ban tặng cho ta. Để ta ghi nhớ từng giây từng phút, Vệ Trang năm đó đã sai lầm như thế nào, thế thảm ra sao. Vệ Trang của năm đó đã chết rồi, Vệ Trang của bây giờ sẽ không để bất kỳ ai sâu xé nữa. Vệ Trang, nên ta không cần ngươi bù đắp bất cứ cái gì hết. Đến đây, Quý Kiếm. Nè, mấy người là ai? Tìm đại thúc ta làm gì? Đây không phải là tên tiểu tử mà môn chủ đại nhân muốn tìm sao? Sao ngươi lại tự giác sát đến tận cửa vậy? Tìm ta? Tìm ta làm gì? Thiên Minh, chạy! Chạy đi! Đuổi theo! Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây, ta chỉ là truyền nhân Kiếm Thánh. Kiếm Thánh? Vậy tỷ tỷ muốn coi thử ngươi có tài cán gì đây. Ta thấy sợ quá. Khuôn mặt này của ngươi khiến ta rất thích. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Tình cốt kiếp với người, bắt ta thì bắt ta đi, đừng quản hiếp đại thúc ta nữa. Mang tỷ thí đặc sắc như vậy, sợ là cả đời của ngươi cũng không được thấy. Đây là đãi ngộ đặc biệt. Đại thúc, đại thúc, cẩn thận. Đại thúc, đại thúc, kiếm trên người của đại thúc. Đại thúc, sao hả? Quên quan đã lâu nên không còn nhớ võ công sao? Đại thúc, đại thúc cẩn thận. Bỏ ta ra. Đại thúc, tên đạo bạc kia, người ức hiếp một người đang bị thương, còn lạnh hùng hảo hán gì chứ? Ngồi im đi. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Gần đây sức khỏe không được tốt sao? Còn nhận một tên đồ đệ ngu ngốc như vậy, có cần để ta giúp ngươi dạy dỗ hắn hay không? Ngươi hận ta, cứ tới đi. Đại thúc, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Không biết lượng sức. Hey!
Sao chứ? Mau đi tìm Thiên Minh, nói với mọi người không được lại gần hắn. Nhưng mà tại sao vậy? Ta kêu ngươi đi thì đi đi, hỏi làm gì? Dạ rõ. Không phải cô muốn giết ta sao? Bây giờ đã đổi ý rồi à? Ta không cứu Quỳnh sống sẽ giết Quỳnh được. Cái gì? Lúc Thiên Minh bị làm sao vậy? Không phải hắn không biết chỗ công sao? Ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay lắm. Thiên Minh. Thiên Minh. Mau đưa Đồng Quốc Thực đi. Thiên Minh, ngươi bị làm sao vậy? Nguyệt Nhi.